hai tác hại nghiêm trọng khi để chống nghiêng của xe máy mà leo lên ngồi. Bạn ơi, sao bạn ngồi chống nghiêng xe tôi vậy? Thì có liên quan gì đâu, chống nghiêng thì ngồi chống nghiêng thôi. Ngồi xíu làm gì nói này nọ vậy ba? Được thì thôi, ích kỷ. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không phải, ý tôi là... Thứ nhất, chống nghiêng đã yếu rồi, mà khi bạn để như vậy, ngồi lên nữa, chống lại phải chịu thêm sức nặng của cơ thể các bạn. Lâu dần, chân chống sẽ bị sệ. Các bạn có hình dung không? Khi mà các bạn vô cái chỗ nào đó mà cần phải gửi xe, có hai chiếc xe đậu kế bên các bạn mà cái xe của các bạn nghiêng quá, người ta rút chiếc xe ra, có thể cạ cứng va quẹt chiếc xe của các bạn. Chân chống nghiêng quá, khả năng chịu lực cũng rất yếu và dễ bị đổ. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Vấn đề thứ hai đó chính là chân chống nghiêng được kết nối trực tiếp với lại phần gác máy và được bắt vào bên trong cái phần lốc giữa của xe. Khi mà các bạn leo lên ngồi á, lâu dần nó sẽ tạo một cái áp lực lên cái phần lốc máy. Nhẹ nhẹ xương xương á, thì mình hư ren ốc. Mà nặng xíu nữa là bể lốc luôn. Mà đụng tới cái lốc máy là các bạn biết rồi đó, tới công chuyện luôn. Chỉ với cái việc leo lên ngồi tưởng chừng như vô hại này lại gây một tác hại cực kỳ lớn cho một chiếc xe. Vì vậy nếu như các bạn muốn leo lên chiếc xe máy ngồi, tốt nhất là nên đá chống đứng rồi leo lên ngồi.